Sao Tùng vẽ ra thu mà Tùng biết cái gì Tùng vẽ lên đâu. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Trung Ruồi sẽ đưa các bạn đến một trung tâm xăm hình nghệ thuật ở Hà Nội. Nơi đây được biết đến như một địa chỉ rất đáng tin cậy và được rất nhiều người trong và ngoài nước coi đây là địa chỉ uy tín bậc nhất ở Hà Nội. Và đó là đâu? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với Rio Tattoo Club. Thích vẽ lên thôi. Không nhất thiết là phải của mình. Ai chưa nghĩ không cả. Anh Việt Anh, được biết anh là chủ của cơ sở xăm hình nghệ thuật Rio Tattoo Club. Thì không biết là anh làm nghề này được lâu chưa? Anh làm nghề này được 12 năm rồi. Và không biết là anh có cái lời khuyên nào cho những khách hàng đang có ý định muốn xăm hình không ạ? Lời khuyên của mình là khách hàng là nên tìm đến những cái cơ sở xăm uy tín ở Hà Nội. Những cơ sở hoạt động lâu năm. Bởi vì cái tay nghề lẫn các cái chất liệu mực các thứ mà đạt được tiêu chuẩn thì sẽ cho được cái hình xăm rất là đẹp. Và cái hình xăm nó không phải là mỗi lúc nó có thể là xóa đi được. Cho nên là cái việc mình lựa chọn các thứ hình xăm ban đầu lẫn cái cách tư vấn các thứ để mà mình có được cái hình xăm đẹp nhất, đó là cái điều quan trọng. Vâng, một lời khuyên rất là chân thành của chủ cơ sở xăm Rio Tattoo Club. Anh Việt Anh, bây giờ anh có thể cho em tự mình tham quan cơ sở của anh một chút được không ạ? Anh rất vui lòng, xin mời em. Dạ vâng. Xin chào các anh ạ. Xin chào. Xin lỗi, không biết là anh đã làm nghề xăm này được lâu chưa? Anh làm được 6 năm. 6 năm ạ. Còn hình xăm này thì anh đã thực hiện được bao lâu rồi? Hình xăm này thực hiện được 7 tiếng rồi. 7 tiếng? Một hình xăm rất đẹp. Thấy rằng anh đang có một cái hình xăm ở một vị trí rất là nguy hiểm. Không biết là trong quá trình xăm thì anh có thấy đau không? Không đau lắm anh ạ. Trước đây thì em cũng xăm ở đây 3-4 hình rồi. Với những cái hình xăm trước anh có thấy hài lòng không? Rất hài lòng với phục vụ rất là chuyên nghiệp. Xin phép được hỏi anh câu cuối. Em thấy cái hình xăm này nó ở một vị trí rất là nguy hiểm ở trên cổ. Thì không biết là có yêu cầu gì về kinh nghiệm hay là độ cẩn thận không ạ? Có chứ. Tất nhiên phải vợ phải có kinh nghiệm và tay nghề nó phải vững vàng chắc chắn. Vậy thôi, để cho các anh tập trung làm việc. Chúng ta cùng lên các tầng trên để xem Rio Tattoo Club hoạt động như thế nào nhé. Rồi. Xin chào anh. Chào bạn. Vâng. Không biết là anh làm công việc xăm hình này được bao lâu rồi? Mình làm được 5 năm rồi. 5 năm. Thế còn về với cả Rio Tattoo Club thì được bao lâu ạ? Mình về với Rio 3 năm. Tức là hơn nửa số tuổi nghề là mình gắn bó với Rio rồi. Đúng rồi. Cái hình anh đang xăm đây là hình gì ạ? Mình đang xăm hình mặt quỷ của Nhật. Mặt quỷ của Nhật. Bình thường những cái hình xăm như thế này thì nó có ý nghĩa gì không? Nó có ý nghĩa là may mắn. May mắn là em tưởng mình thích thì mình vẽ lên thôi. Em nhìn ở đây thì trên hình này có rất nhiều màu này. Ví dụ như là cái màu vàng em rất thích này. Thì cái màu này là làm phải do mình phối lên đúng không? Có những cái mảng sáng tối này này. Những mảng sáng tối này là do mình phối lên. Vâng. Thế còn cái chất liệu màu ấy thì là mình làm ra hay là mình Màu nhập... này là mình nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ vậy. À đấy ạ. Còn những cái tông màu này là do nhà sản xuất có sẵn, mình sẽ phối vào từng mảng cho nó phù hợp. Bình thường thì một cái hình xăm như thế này ấy, thì của anh làm mất bao nhiêu thời gian ạ? Với hình to như này. Một hình như thế này mình làm mất khoảng từ 25 đến 30 tiếng. 25 đến 30 tiếng. Tức là cứ nằm liên tục ở đây xong rồi tiếp đồ ăn lên. Không, cái này là mình sẽ chia ra từng giai đoạn một. Mỗi một lần làm là sẽ từ 5 đến 6 tiếng. Tức là đầu sau, sau mỗi lần là mình sẽ nghỉ 2 tuần để ra phục hồi lại. Xong mình lại làm tiếp 5 đến 6 tiếng này. Và mỗi lần nghỉ 2 tuần tức là khoảng 5 tuần mới xong cái hình xăm này. Vâng. Thế thôi anh cứ tập trung làm đi. Anh cứ nói chuyện thôi, sang tuần thứ 6. Tầng 3 của Rio Tattoo Club là phòng gì đấy? Chào anh có những gì cho anh? Xin chào. Không, mình đi tham quan đâu. Này sao ở đây nhiều khách chờ thế nhỉ? Thực ra là trong phòng này là phòng là học tập và làm việc của Rio Tattoo Club. Phòng tập này chúng em dành để đào tạo các học viên có sở thích với nghệ thuật xăm. Tức là học viên thôi không phải khách à? Không phải khách đâu ạ.
Bây giờ mình xin phép nhá, các bạn cứ làm việc tự nhiên, mình xin phép được tham quan các phòng khác. Xin chào các bạn, bây giờ mời các bạn cùng với Trung Chuồi lên tầng 4 để đến với phòng sắm xoa. À quên, phòng xóa xăm, mời các bạn. Xin chào mọi người, xin lỗi làm việc bạn một chút. Cho mình hỏi đây có phải là phòng xóa xăm không? Vâng, thưa anh, chào bạn, hình như là bạn đang thực hiện xóa hình xăm trên bả vai trái đúng không? Không biết là trong cái lúc thực hiện xóa xăm này bạn có cảm thấy bị đau không? Dạ, về cái xóa xăm này thì em thấy là nó đau không đáng kể. Thảo nào thấy bạn rất là tươi tỉnh đúng không? Nhưng mà đau thì cái mặt biểu cảm nó đã khác rồi. Hỏi bạn một chút này, để làm cái công việc này thì mình có cần yêu cầu kinh nghiệm gì không? Dạ thưa anh là có. Kinh nghiệm bên bọn em đã làm được ở 5 năm ở đây rồi. Kinh nghiệm bọn em cần phải thứ nhất là bên cạnh việc sử dụng các loại máy móc, sử dụng các tia laser để đảm bảo an toàn và không gây sẹo cho bệnh nhân thì bọn em cần phải kỹ năng nhận biết các loại mực. Đúng là không đơn giản một chút nào. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Mời bạn cứ tiếp tục với công việc của mình nhé. Chúc bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào. Wow, thật quy mô các bạn ạ. Nơi đây xứng đáng là địa chỉ xăm hình tin cậy về tính chuyên nghiệp, vệ sinh sạch sẽ, cũng như các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng về tính mỹ thuật khi các artist tại Rio luôn là những người vẽ đẹp và đều tốt nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực mỹ thuật. Về cái mảng đào tạo thì rất là quan trọng đối với mình, bởi vì mình muốn tạo ra được những cái học viên mà có tâm với nghề và có ý muốn muốn đưa những tác phẩm hình xăm đó lên người ta. Và tất nhiên mình phải đào tạo một cách nó rất là kỹ lưỡng để mình có thể mà sử dụng những cái con người đấy và nối tiếp cái công việc của mình đấy. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mình muốn để lại một cái gì đó, nó là cái danh tiếng cho mình. Đấy, khi mà mình đào tạo ra học viên mà tốt, người ta làm nghề mà trong tương lai người ta giỏi thì người ta sẽ vẫn nhớ đến mình. Cho nên này mình đào tạo được tầm độ 300-400 học viên suốt chiều dài về nghề của mình. Theo mình cái tố chất quan trọng nhất đó là cái sự đam mê. Đấy. Còn có rất là nhiều bạn học viên mà đến với cả mình có nhiều cái lý do khác nhau. Đấy. Có những người đến vì lý do là thấy công việc nó nhẹ nhàng. Đấy. Có những người đến vì lý do là họ muốn kiếm được tiền từ cái nghề này, bởi vì cái nghề này nó cho tương đối thu nhập cao. Đấy. Có những người thì thực sự đến với mình bằng niềm đam mê. Có đam mê thì mình nghĩ là có thể làm tất cả. Đầu tiên là gia đình bố mẹ em thì cũng không muốn cho em theo ngành này. Vì lúc ấy bố mẹ em cũng nghĩ là cái ngành này nó xã hội, vẫn chưa đồng ý với ngành xăm chủ. Em chỉ là thích thôi và rất là yêu nó. Em đang học mà được 3 tháng rồi. 3 tháng? Dạ. Thì sao bạn lại quyết định là theo học cái nghề này? Tại thời còn đi học là em thích nghề, không phải nghề mà lúc đó em rất là thích hình xăm. Nên em đã đi xăm những hình trên người xong rồi em thấy em đam mê. Rồi em xin ba mẹ đi học. Ba mẹ em có phản đối không? Dạ, lần đầu ba mẹ rất là phản đối, phải hơn một năm mẹ mới chấp nhận cho em đi học. Vì sao ba mẹ em lại phản đối? Tại vì mẹ nghĩ là những cái nghề này là ngoài xã hội rồi dân anh chị nên mới xăm hình, rồi kiến nghị với những hình xăm là giang hồ rồi những dân bợm trợm. Xong rồi em năn nỉ mẹ, xong rồi em cũng cho mẹ coi những cái video của những người hình xăm rồi làm thợ xăm nên mẹ coi xong rồi mẹ cho em đi xong. Để mà đến với nghệ thuật này thì mình đã suy nghĩ rất nhiều và sở thích của mình đã từ rất lâu rồi. Nhưng mà trước đó là mình chưa có điều kiện để mà thực hiện cái ước mơ theo đuổi nghề này. Là sau đó thì khi mình đã có một chút về điều kiện thì mình đã quyết định làm để theo đuổi cái nghề này. Và có nghĩa là mình nghĩ là cái nghề nghệ thuật này sẽ theo đuổi mình, là cái nghề cuối cùng của mình. Điều quan trọng nhất để mình gắn bó đó là cái sở thích và cái lòng yêu nghề. Cái thứ hai là cái nghệ thuật xăm hình của nước Việt Nam mình là bây giờ là đang rất là phát triển. Dự định của mình thì tất nhiên là sẽ tạo ra nhiều tác phẩm đẹp hơn và đào tạo được nhiều học viên hơn và sẽ
mang cái văn hóa này mà nó phát triển rộng hơn nữa.